Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu DE Cung Hoàng Đạo. Vâng, dạo gần đây thì nó toàn cho súng Cung Hoàng Đạo thôi. Với lại thêm cái khẩu súng M4 Alien Dragon nữa, khá là hay. Chúng ta có thể test nó trong Zumbai. Vâng, test Zumbai thôi nhá, chứ đừng mang vào C4 ăn hình SML đấy. Hình như là range C4 dạo này mình thấy nó fit hack nhiều rồi, chứ không như trước nữa. Ui rồi, một bé này. Khẩu này thì khá là mệnh. Hiện tại thì mình đã ép lên tận, ui rồi ôi, 20 viên nha. Đừng đùa. Cái đậu xanh nó nữa. Cái gì vậy? Vẫn lướt qua một giây thôi, nó đã kịp lướt bà mình cái giáp rồi. Hay thế. Vâng, tốc độ bàn thờ là đây. RPK VIP, ok, I'm fine. Vâng, cái định mệnh nó đã hướng mình lên cái khu vực thẩm du rồi. Cho cầm cây RPK VIP như thế này nữa thì không thẩm du hơi phí. Đây rồi, vẫn nhấp nháy rồi còn cố nữa bạn ơi. Gì đây? Này thì cố này. Con lợn này. Mà mình tuy là mất giáp, nhưng cái bản năng hứng chó trong người nó không bao giờ là mất đi nhá. Rồi, nó chỉ cuốn đi cái giáp của mình thôi. Còn cái chế độ nghịch ngu thì nó không bao giờ hút được. Bây giờ nó có tiêm cái thứ chất độc gì đi chăng nữa thì ân vẫn thế thôi. À đồ, thằng này thoát. Ok, nó úp mặt vào tường để nó thoát đi. Thế là mình lại có zombie. Ấy chứ nhầm, hero chứ. Cái gì đây? Căng thế nhở, thôi em chạy đây. Bây giờ tơ biến mất rồi thì các bạn làm gì đây? Rồi, parkour hay lắm bạn ơi. Chắc mình phải biến hero thôi. Lại đi. Cái gì cơ? Ui trời ơi. Này thì hứng chó này. Đừng học NST mà vỡ mồm bây giờ. Lại đây cương thi. Này thì yếu còn ra gió này. Bơi hết vào đây. Tao là sợ chúng mày quá cơ. Ây à, để coi có. Thằng tơ đi rồi. Còn toàn lũ rum non thôi à. Con tầm này một mình tao cần hết. Cần hết. Cần tất. Rồi gì đây? Ăn cả đất xung quanh. Úi rồi ôi, trâu đi, mực fake đây này. Này thì fake này. Fake này. Đâu rồi? Hết chưa? Hết chưa? Đâu rồi? Hết chưa nào? Ok, còn đúng một thằng. Anh Ân hả? Quá là hứng chó anh em ạ. Làm quả gần 8, hơn 80 kill. Gắt VL. Ok, chúng ta hãy phát huy nào. Lâu lâu làm quả clear team mắc chất. Suýt nữa thì clear team. Không biết là hai con mực thì mình đã ăn hết cả hai chưa. Mình thấy nghe tịch 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 gì đấy. Hình như là ăn được rồi hay sao ấy. Sao lại còn một con nhở? Cũng xàm xàm phết. Ui rồi ôi, lại AFK thế xong rồi. Trận mình bắn như go su thế này mà bọn kia này AFK hết thì thôi. Chắc trận này, nốt trận này mình phải out thôi. Thực sự dùng bài mà cứ AFK thế này thì bắn thế đích nào được. Ui rồi, các bạn nhìn khẩu lục này bắn chưa ạ? Vâng, đam vào đầu cứ 8 năm tiết mà tính thôi. Rồi, AFK hết cả hai. Ở cái cận chiến mình mang theo thì tuy là chém thường nó nhanh, nhưng cái khi mà chúng ta rút ra ấy, thì nó có một cái đoạn deplay. Thực ra thì mang theo cho nó vui thôi, chứ chả cận chiến được gì đâu. Chả cận chiến nhiều đâu, chứ không phải là cận chiến được gì. Rồi chết này, úi trời ơi, ngồi trôn này. Này thì trôn với chúng tôi lì. Tự nhiên ra ngồi trước mặt thằng hủy diệt. Như kiểu là tao sợ bố mày quá cơ đấy. Nó đã ăn ngay cái kết là bị dã một phát vào mặt rồi. Còn một phát nữa là nó sẽ gia nhập team zombie ngay. Vâng, bạn đấy chắc là chơi theo kiểu phong cách là hứng chó liều mạng, là muốn về với team Dubai. Cào đi, ô kìa. Vãi. Mình đã thả như thế rồi không cào được. Hay quá, ui trời ơi, cái phòng này. Vâng, nhiều thằng có những cái sở thích bệnh hoạn đấy nhở. Nó cạn lời. Nó ngồi y trước mặt Dubai như kiểu bố mày cân tất vậy. Con súng mày to quá tơ. À, súng bố mày to quá cơ. Đây rồi, vâng, hàng nhấp nháy là đây. Đấy, nhảy xuống thì không cào được ngay. Phải đợi deplay tầm 1 giây. Ui rồi ôi, kêu nó cứ bút ẩm ẩm như thế này thì làm sao không top được cơ chứ. Nhưng cơ bản cái phòng này nó dùng bài nó hơi sao sao anh em ạ. Cái gì vậy?
Đuổi theo đây, hết giờ rồi. Làm gì mà căng vậy? Úi trời ơi, phi tiêu này bắn cũng chất phết. Ok, trận nào cũng mười mấy kill như thế này. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi chúng ta sẽ làm một khác thôi. Ok, chúng ta sẽ đến với phòng tiếp theo. Mong là cái phòng này nó không thẩm du quá nhiều. Hoặc Zumbai cứ đứng im một chỗ, cứ để cho chiến binh chạy lồng vòng sấy thôi. Chán lắm. Đây rồi, hay quá. Tùng hàng kia, lên đi. Ôi, cái bạn bạn Dung Non làm gì vậy? Xoay mông về mặt chiến binh. Hay lắm bạn này. Rồi, giết được cái thằng thùng hàng rồi. Hay quá, một tràng vỗ tay nào. Ui dồi ôi, bây giờ công việc còn lại của Ân thì chỉ việc giã đạn lục vào đầu thôi. Đây rồi. Ui dồi ôi, thằng nào cầm AWM mà có tâm đấy nhờ. Nó vẫy đúng cái thằng nhấp nháy thôi. Còn những cái thằng khác đầy máu thì thôi, nó bỏ qua. Thằng cạn lời. Gì đây, ui dồi ôi. Toàn bọn yếu máu thôi anh em ạ. Thằng bọn này thì khỏi phải lo. Hiện tại thì mình quên giới thiệu cho anh em là đây là chế độ Zumbai ký sinh nhá. Ui dồi, chết luôn rồi, lỡ tay. Ui dồi ôi, cứ bảo nó không đau đi. Vâng, cứ dã viên nào viên đấy vào đầu như thế này thì sống thế đếch nào được nhờ. Vẫn bới hết vào đây. Ui dồi ôi, mấy con lợn này bay không lên đâu. Đó, chắc là mình phải té thôi. Nó ép hai ba đường như này thì đi muộn rất là khó sống. Ui dồi ôi, Zumbai nó cứ bay như chim vậy. Vâng, làm người ta hết hồn. Rồi, chị y tá bắt đầu đuổi theo sau lưng rồi. Chắc là chị ấy đang rao bán một cái món ăn rất là ngon. Bưởi hong đây. Thôi em không ăn bưởi. Rồi rồi, phải biến thôi. Cái đâu dành, bố mày không thích ăn bưởi rồi cứ ép người ta ăn. Khổ thế. Không thích ăn bưởi đấy nhá. Cút cút ra. Vâng, lại mấy bọn đầu trâu mặt lợn này. Chạy đi. Không này ăn một mả đạn vào mặt bây giờ. Này thì cố này. Mấy con lợn này. Mới vào đây. Ui dồi ôi, tao sợ chúng mày quá cơ. À hi hi. Cái gì đây? Ui, thôi, chị giá thôi, bỏ đi. Khó quá, bỏ qua vậy. Làm gì mà căng. Ơ, cái bọn này nó vẫn cố tình ép mình ăn bưởi. Sợ thật. Bưởi này chua lắm, không ăn được. Mình thì mình ghét ăn chua anh em ạ. Mình chỉ thích ăn ngọt thôi. Cái chua thì ghét lắm. Cái gì chua quá thì bỏ qua thôi. Còn ngọt thì tương hết. Vâng. Đừng cho làm giữa ba nha. Đừng cho làm giữa ba nha. Đừng cho làm. Cái đậu phộng nó nữa. Vâng. Cãn lời. Này thì ui xồi ôi. Ý, không chết thì hơi phí. Thằng này làm gì? Vâng, nó bị cào xong lại còn bắn nó nữa. Bạn có cảm thấy cắn rứt lương tâm không? Này thì ngắm AI VIP 2 này. Vâng, quên bàn là cái tên rồi. Gì đây? Đang sấy ai vậy? Vâng, bạn sấy ai vậy? Cái gì vậy? Căng đấy. Được rồi. Ui rồi, thôi xong rồi. Hủy diệt nó lao qua ngay. Quả đấy bọn kia nó ham sấy mình quá. Vâng, bọn này chắc là cũng ghét ăn bưởi lắm đây này. Bưởi này chua lắm. Bưởi mình vừa chua vừa chát vừa cay nữa cơ. Là khét đây nhà bạn. Không thể ăn được đâu. Sờ vào là biết ngay. Đây rồi. Ui dồi ôi. Hero, tao cân luôn nhá. Này thì đào. Ui, đào ghê. Thôi xong rồi. Này thì nào chúng tôi. Thôi xong rồi. Gãy rồi. Nó thay xong đạn là biết là gãy rồi. Ui rồi ôi, không thoát rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Game như gì. Cào thế không chết người. Xong nó trâu nhỉ. Cạn lời. Thế thôi.